Ông Vinh cho rằng, vợ chồng ông không liên quan đến việc cho tặng chiếc xe ô tô hiệu Volkswagen mà bà Phượng mua bất hợp pháp. Xung quanh thông tin nguyên giám đốc sở phải trả lại xe tiền tỷ doanh nghiệp tặng, ngày 2 tháng 2, ông Trần Thế Vinh, nguyên giám đốc sở kế hoạch đầu tư tỉnh Gia Lai cho biết, ông đang kháng cáo lại sự việc. Tòa án nhân dân tỉnh Gia Lai xử không đúng bởi tôi không dính dáng gì đến việc làm sai của bà Phượng nên tôi đang làm đơn kháng cáo. Lẽ ra việc này phải thu lại tiền của bà Phượng chứ, vì hồi vợ tôi mua lại xe của bà ấy là hợp pháp mà. Còn nếu tòa thu tiền của tôi thì bà Phượng phải có trách nhiệm trả lại tiền cho nhà tôi. Còn nếu nói xe đó là của bà Phượng tặng cho tôi thì giờ tôi đi tù rồi chứ chẳng như thế này đâu, ông Vinh nói. Theo ông Vinh, báo chí viết, ông phải trả lại hơn 1,6 tỷ tiền xe doanh nghiệp tặng khiến ông bị mất uy tín. Không chỉ ông mà vợ ông cũng rất bức xúc vì oan ức cho người bị hại. Vợ chồng ông không liên quan đến việc cho tặng chiếc xe ô tô hiệu Volkswagen mà bà Trần Thị Quý Phượng, nguyên giám đốc công ty cổ phần xây dựng thương mại Bình An đã mua ban đầu. Hơn nữa, ông cũng không biết chiếc xe này bà Phượng mua bất hợp pháp. Chiếc Volkswagen tiền tỷ được cho là của doanh nghiệp tặng gia đình nguyên giám đốc sở kế hoạch đầu tư Gia Lai, xã hội. Giờ người ta mua bán xe như nào làm sao biết được hết gốc tích. Khi tôi mua lại chiếc xe này của bà Phượng tôi đã đi đăng ký sở hữu, xong rồi tôi mới bán đi. Bởi vậy nếu có thu xe thì phải thu của người mua ban đầu chứ. Hơn nữa, tôi mua lại xe này của bà Phượng với giá 1 tỷ chứ đâu phải hơn 1,6 tỷ mà đòi thu của tôi, vị nguyên giám đốc sở kế hoạch đầu tư tỉnh Gia Lai nói thêm. Ảnh BCS nói rõ hơn về thông tin này, vị nguyên giám đốc sở kế hoạch đầu tư tỉnh Gia Lai cho rằng bà Phượng mua chiếc xe Volkswagen năm 2010 với giá hơn 1,6 tỷ. Sau 2 năm sử dụng, vợ ông đã mua lại chiếc xe này với giá 1 tỷ và sau khi có dư luận về bà Phượng, vợ ông đã bán chiếc xe này vào năm 2017 với giá 300 triệu. Bà Phượng lấy tiền của nhà nước để mua xe này nên nguyên tắc là phải thu tiền của bà ấy. Mặc dù bán chiếc xe này lỗ rất nhiều nhưng vợ tôi thấy có tai tiếng nên cũng phải bán luôn. Giờ bảo tôi trả lại số tiền đã mua chiếc xe này ở thời điểm ban đầu là sao? Chiếc xe này hồi mới mua tôi cũng chưa biết lái, mà con tôi lái. Tôi làm lãnh đạo thì đi xe cơ quan chứ đi xe này làm gì? Ông Vinh bức xúc. Chia sẻ thêm về chiếc xe này, ông Vinh cho rằng chiếc xe đi hàng trăm nghìn cây số mới xuống cấp. Hiện tại, giá mua mới chiếc xe này không còn cao như thời điểm bà Phượng mua. Như báo chí đưa tin, chiều ngày 2 tháng 2, một lãnh đạo Tòa án Nhân dân tỉnh Gia Lai xác nhận vừa xét xử sơ thẩm vụ án dân sự xử lý phần vật chứng là chiếc ô tô hiệu Volkswagen mà doanh nghiệp tặng cho gia đình ông Trần Thế Vinh trái quy định. Cụ thể, bà Phượng đã sử dụng hơn 1,6 tỷ đồng trong số tiền tạm ứng từ ban quản lý các dự án đầu tư xây dựng Econcro Gia Lai để mua ô tô trên tặng gia đình ông Trần Thế Vinh nhằm tạo mối quan hệ làm ăn. Tòa xác định hợp đồng mua bán và hợp đồng ủy quyền giữa bà Phượng và người nhà của ông Vinh là trái pháp luật. Đây là vật chứng vụ án nên phải thu hồi. Hiện chiếc xe đã bị gia đình ông Vinh bán nên tòa buộc vợ chồng ông này phải trả lại hơn 1,6 tỷ đồng để đảm bảo việc thi hành án trong một vụ án hình sự mà bà Phượng là bị cáo và là đối tượng bị thi hành án. Được biết, trước đó, bà Phượng bị tuyên phạt 24 năm 3 tháng tù giam về các tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản, trốn thuế và lạm dụng tín nhiệm chiếm đoạt tài sản. Nguồn: Báo Đất Việt.